Đến giờ, những TikToker Việt Nam nào từng được BTS thả tim? Cái này khá khó bởi vì nó không do ta quyết định. Nhưng nếu muốn thì vẫn có thể. Và tiết lộ là cho tới bây giờ chưa đầy 10 tim BTS từng thả cho TikToker tại Việt Nam. Ok, bắt đầu thôi. Và chiếc tim đầu tiên thì BTS dành đến cho chúng ta vào những ngày sơ khai cách đây khoảng 4 năm. Được dành cho Nhan Bato. Và bạn ấy đã dành hẳn một cái list cho cái video này. Chắc chắn là bạn ấy đã sung sướng cảm giác y như là được 1 triệu follow hay là được rất nhiều triệu cho một video vậy. Rồi và tận 1 năm sau, cái trái tim thứ hai mới xuất hiện. Đó là dành cho video của Kynex. Tính ra là mỗi 1 năm chỉ có 1 tới 2 người được nhận tim từ BTS thôi. Nên là thật sự rất là đáng ngưỡng mộ nếu mà nhận được đấy. Và lượt tim thứ ba diễn ra vào tận 2 năm sau lận. Tức là 2021 là không có ai đấy. Cho bạn Tâm, có vẻ như bạn là một big fan của BTS và bạn đang đứng nhảy trước khi mà được vào xem BTS biểu diễn phải. Và những bạn vừa trên đây cũng không phải là những kênh quá lớn. Và lượt tim thứ hai trong năm 2022 mà BTS dành tới là cho một video của Dear Code. Và như mình nói là chỉ có duy nhất 2 comment, vẫn chưa thấy đâu phải không? Rồi ok, bước sang 2023 rồi và cái lượt tim đầu tiên trong năm nay đã dành cho Đào Lê Phương Hòa. Và đây cũng chính là lần đầu tiên dành cho người đầu tiên nhận được comment từ BTS. Tính ra là BTS thân thiện nhưng mà họ không dễ dãi, họ chỉ thả tim. Không chỉ đơn thuần là chúng ta dùng nhạc của họ mà là họ phải thật sự cảm thấy ấn tượng. Và với Đào Lê Phương Hoa thì cũng rất là xứng đáng. Và BTS đã để lại cho cô là 3 cái mặt có trái tim. Và nhận được tới hơn 200 cành tim cho cái comment này. Và chắc chắn là top những comment nhận được nhiều tim nhất. Và chỉ sau đó vài ngày thôi thì BTS đã dành lượt tim thứ hai cho Tâm Temi. Khi xem thì mình cảm nhận là BTS không bị quá ấn tượng bởi kỹ thuật nhảy mà họ bị ấn tượng bởi sự thành thật và ngây thơ. Và tới đây thì mọi người phát hiện ra điều gì chưa? Đây chính là cô gái duy nhất nhận được 2 lần tim từ BTS. Tới lượt của Tâm Temi thì mình phải nói chính xác luôn đó là BTS họ không có tim đại. Mà họ cảm nhận rất là sâu sắc về một người đang theo dõi họ. Nếu mọi người có theo dõi và xem về Tâm Tami thì mọi người sẽ hiểu tại sao BTS dành cho cô đến 2 team. Và tiếp ngay sau vài ngày thì không thể thiếu cho Top Dance, đó chính là Shin. Và Shin cũng đã nhận được một team từ BTS. Và hình như cũng được đủ bộ 3 rồi đấy. 10 triệu, 100 triệu view và một team từ BTS. Và tới lúc này thì chúng ta vẫn chưa thấy comment thứ hai của BTS đâu. Tiếp theo đó là chính là bạn Ân, thật sự video không phải quá viral nhưng BTS vẫn dành cho bạn một team. Không biết sẽ ra sao nếu như mà họ yêu mến BTS và một ngày thì họ nhận được team từ chính thần tượng của mình. Chắc là mất vài đêm trằn trọc và ngày thì lâng lâng. Ok, và lượt comment thứ hai cũng đã xuất hiện và cũng là cho cái lượt thả team cuối cùng cho tới hiện tại luôn. Trong một video của Thảo. Và có vẻ như đây cũng là cái video mà ít viral nhất từ nãy đến giờ. Tuy nhiên là BTS đã tới và không chỉ tim mà để lại 2 cái mặt trái tim. Và theo dõi các comment của BTS dường như là họ không nhấp đại đâu mọi người. Và có vẻ như họ sẽ thả từ 1 tới 3 cho các mức độ yêu thích của họ. Và có vẻ như đây là mức độ yêu thích vừa vừa. Và cùng chờ xem là khi nào thì BTS sẽ mở lời.